Xin chào tất cả khán giả của kênh Tài chính và Kinh doanh. Ngày hôm nay thì tôi và anh Nguyễn Minh Tuấn sẽ quay trở lại với một chủ đề, đó là nhìn lại chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, sự thay đổi của thị trường chứng khoán, và đặc biệt chúng ta thấy vào những cái giai đoạn chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cao điểm thì thực sự là người dân Việt Nam mình chưa quan tâm đến thị trường tài chính anh Tuấn ạ. Đấy, Vâng. và chính những cái sự kiện như thế này, một cái giai đoạn mà phải nói rằng là cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ là thú vị trong cái bối cảnh mà tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng đến toàn cầu và thị trường chứng khoán, không chỉ là tại Mỹ, tại Trung Quốc mà cả thị trường toàn cầu bao gồm Việt Nam nữa, thì chúng ta sẽ nhìn lại và chúng ta sẽ xem cái diễn biến của nó và sự thay đổi của người dân khi mà họ quan tâm đến thị trường chứng khoán như thế nào. Tôi rất là thích khi mà anh Long nói rằng là chúng ta sẽ làm một cái chương trình mà sẽ không nói về cái ảnh hưởng hay là bài học rút ra từ chiến tranh thương mại Mỹ Trung, mà anh Long bảo rằng là nói về cái sự thay đổi của thị trường chứng khoán. Cái điều này ấy, nó phản ánh rất là rõ là cái sự quan tâm của chúng ta đối với cả thị trường tài chính. Tôi nghĩ rằng là nó phát triển đặc biệt vào thời điểm sau anh Long ạ. Từ 2020 thì mọi người bắt đầu quan tâm đến tài chính cá nhân. Từ quan tâm tài chính cá nhân, mọi người mới quan tâm đến đầu tư, và từ đầu tư mọi người mới quan tâm đến các biến số vĩ mô hoặc là những cái vấn đề lớn tác động đến thị trường. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cái việc chúng ta nhìn lại chiến tranh thương mại Mỹ Trung cũng là một cái góc nhìn mà trong thời gian tới chúng ta cũng cần quan tâm, tại vì một trong những cái người khởi xướng ra cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung này cũng đang là một cái ứng cử viên, mà như cái số lần trước tôi và anh Long đang chia sẻ thì các cái số liệu của thị trường Mỹ hoặc là số liệu bầu cử Mỹ thì đang cho thấy rằng là Donald Trump vẫn đang có một cái sức ảnh hưởng và có một cái có khả năng lớn là sẽ quay trở lại chính trường, đúng không anh Long? Vâng, chúng ta thấy rằng là khẩu hiệu của cựu Tổng thống Donald Trump vào cái giai đoạn đó, đó chính là cái giai đoạn mà trước khi ông ấy thắng cử thì cái Vâng. khẩu hiệu tranh cử là Make America Great Again, đúng không? Đấy, MAGA đấy ạ. tức là gọi là khiến cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Vâng. Đấy, thế nhưng mà giai đoạn mà khởi khởi động cái chiến tranh thương mại Mỹ-Trung này ấy, thì cái mục tiêu và cái khẩu hiệu là mang lại việc làm, Vâng. mang việc làm quay trở lại nước Mỹ. Vâng. Đấy, đấy là cái điểm nhấn mạnh. Thế chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là chiến tranh thương mại, Vâng. rồi xem cái diễn biến của cuộc chiến này nó ảnh hưởng như thế nào. Tôi có nên bán mảnh đất cha mẹ để lại để mua ô tô, phân tiền dư để đầu tư cổ phiếu? Tôi có nên vay mua nhà trong thời điểm này? Nếu bạn đang gặp những câu hỏi tương tự thì chương trình đào tạo Wealthalizen tự do tài chính và quản lý tài sản đầu tư chính là câu trả lời dành cho bạn. Học viên Wealthalizen Quy được trực tiếp đào tạo bởi hai giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên sâu. Anh Lâm Phan, CEO của FA Group, anh Nguyễn Minh Tuấn, CEO của FA Capital. Định kỳ hàng quý, đội ngũ cố vấn tài chính sẽ cùng học viên đánh giá kế hoạch tài chính và tái cấu trúc danh mục đầu tư. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website fa.edu.vn hoặc hotline Zalo 0942386611. Vâng, chiến tranh thương mại là gì? Thực ra thì nếu mà có một cái từ mà mọi người dùng thì tôi không thích dùng cái từ chiến tranh đâu, tại vì hay nhầm với các cái cuộc xung đột, mà có một cái từ mà tôi nhớ rằng là cái thời điểm đó mọi người Dũng hay dùng là cái từ thương chiến. À, Trade thương chiến, war. trade war thì nó sẽ sát hơn. Tức là giữa hai quốc gia thì có rất là nhiều các cái hình thức mà để họ giảm bớt cái lượng gọi là nhập khẩu từ các quốc gia khác. Tôi thì cũng có may mắn là tôi học ngoại thương nên là chắc là các cái thuật ngữ này thì tôi sẽ giải thích một chút anh Long ạ. Hàng rào thuế quan là cái phương pháp là đơn giản nhất, có nghĩa rằng là họ chỉ đưa ra một cái mức thuế nhập khẩu, và nếu như mà tôi cảm thấy rằng là cái ngành công nghiệp trong nước bị đe dọa thì tôi sẽ nâng cái thuế suất đối với mặt hàng đó lên. Đấy là một cái đơn giản nhất. Vâng, anh Tuấn có nói về hàng rào thuế quan thì đây chúng ta cần phải hiểu tổng quan đã. Chiến tranh Vâng. thương mại là giữa hai quốc gia, đúng không? Đây, Họ quốc dùng gia các cái A này. biện pháp thương mại để bảo hộ, nhằm Vâng. nhằm bảo hộ cái nền sản xuất trong nước, hạn chế nhập khẩu hoặc là thúc đẩy nhập khẩu. Đấy, thì thông qua một loạt công cụ này, thì cái đầu tiên là hàng rào thuế quan. Vâng. Đấy, cái công cụ thứ hai anh Tuấn chia sẻ. Vâng. Và thứ nhất là họ tăng về giá để nhập khẩu, cái thứ hai là họ hạn chế về lượng. À, Đấy. rồi Vâng. quota. Vâng, quota. Quota thì nó sẽ có, đây là tôi nói là những cái quota về mặt chính thức, tức là ví dụ như là một năm chỉ nhập được bao nhiêu chiếc xe, bao nhiêu tấn thép, rất là cụ thể. Ở đây có thêm là nếu mà không được thì họ cũng sẽ trợ cấp cho cái hàng của quốc gia của mình xuất khẩu sang phía bên kia. Có những cái thuế chống bán phá giá,
Mà thông thường ấy, theo cái trong cái thời kỳ mà phát triển thương mại toàn cầu theo cái hướng toàn cầu hóa ấy, thì họ thông thường thì họ sẽ hạn chế sử dụng những cái gọi là hàng rào cứng như thế này, mà họ đưa vào những cái hàng rào mềm gọi là hàng rào tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật. Tức là ví dụ như là để nhập khẩu vào quốc gia của tôi thì anh phải đạt một số các cái tiêu chuẩn như thế nào về chất lượng này, rồi là quy trình sản xuất, được không ạ? Còn các cái phương án ở đây ví dụ như là phá giá tiền tệ hay là cấm vận thương mại thì thông thường ấy là những cái biện pháp mang tính tài chính hoặc là mang tính chính trị khá là nhiều rồi. Vâng, phá giá tiền tệ chắc chắn là cái mà chúng ta sẽ phải quan tâm đây, vì cái Và này nó sẽ là một trong những nội dung mà liên quan đến và cái giai đoạn đó là ảnh hưởng đến Việt Nam. tại vì phá giá tiền tệ thì nó sẽ làm ví dụ như là Trung Quốc mà giảm giá đồng nhân dân tệ thì cái việc mà xuất khẩu hàng của Trung Quốc nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đúng. Thế thì cái công cụ chiến tranh thương mại thì nó sẽ gồm rất là nhiều, nhưng mà chúng ta cũng đừng quên có một cái tổ chức để kiểm soát toàn bộ những cái việc này, đó là Tổ chức Thương mại Thế giới. Và khi mà bạn sử dụng một cái phương tiện để chống lại cái việc nhập khẩu từ quốc gia khác ấy thì nó phải có lý do, và nếu không ấy thì quốc gia kia cũng có quyền đưa bạn ra cái gọi là hội đồng của Tổ chức Thương mại Thế giới để phán xử xem là cái hành động đó có đúng hay không. Thế thì Trung Quốc và Mỹ thì đều đưa ra những cái lý do, và tôi nghĩ rằng là việc áp dụng hàng rào thuế quan ấy nó là một phần gây ra cái cuộc chiến này, và sau đó hai bên cũng đưa nhau ra WTO nữa anh Long Vâng, Việt Nam thì gia nhập WTO vào năm 2006. ạ. Đấy, lúc đó là thị trường chứng khoán mình là bước vào giai đoạn là phát triển đầu tiên là 2006, 2007. Tại sao cái cuộc thương chiến Mỹ Trung này nó được chúng ta nhắc đến khá là nhiều? Tại vì nếu như anh Long nhìn thì các cái cuộc chiến tranh thương mại trước ấy thì nó diễn ra, thứ nhất là nó xa và thứ hai là quy mô nó nhỏ hơn rất là nhiều, và đặc biệt là với sự toàn cầu hóa và việc tăng cường cái việc xuất nhập khẩu giữa các quốc gia thì gần đây thì chỉ nổi lên cái cuộc chiến này là một cuộc chiến mà gọi là hao tài tốn của nhất giữa Trung Quốc và Mỹ. Thế thì rất là nhiều người hỏi về cái lý do thì về mặt số lượng thì rất là rõ ràng, mức độ thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng lớn. Nhưng mà cũng có những cái lý do mà họ đưa ra, đó là cái chính sách là Made in China 2025, có nghĩa rằng là Trung Quốc bảo rằng là không, bây giờ em không sản xuất những cái mặt hàng mà mang tính công nghệ thấp như là giày dép hay là đồ dệt may nữa, mà bây giờ sẽ sản xuất cả những đồ công nghệ. Tức là cái e ngại của Mỹ về cái việc Trung Quốc bắt đầu có công nghệ và bắt đầu sản xuất hàng công nghệ đã bắt đầu có. Thế thì chính vì vậy nên là Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ. Thế còn ở đây thì ở góc độ chính trị một chút thì Tổng thống Donald Trump, như anh Long nói, đã dùng cuộc chiến để tạo thêm việc làm cho người dân Mỹ và thu hút thêm sự ủng hộ của cử tri. Vâng, đây cái tiêu đề của chúng tôi là tại sao xảy ra chiến tranh thương mại Mỹ Trung mà phía Mỹ là khởi xướng, đúng không? Thì vì một cái khẩu hiệu mà cựu Tổng thống Donald Trump vào thời điểm đó tuyên bố đó là mang việc làm quay trở lại nước Mỹ. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là ở góc độ các chính trị gia thì cái việc mà mang lại cái cũng lợi ích cho đất nước mình thì bao giờ cũng là một trong những cái ưu tiên hàng đầu, và thậm chí là trong những cái gọi là cương lĩnh tranh cử gần đây ấy, thì Donald Trump vẫn giữ một cái từ mà tôi có xem rất là nhiều ở trên các clip anh Long, nói rằng là có một cái từ là vô cùng đẹp đẽ, có một từ là rất là hay ho, đó chính là thuế suất. Và nếu là ông được quay lại thì chắc chắn là ông sẽ tiếp tục làm sao để có bảo vệ cái quyền lợi của nước Mỹ. Thế thì ở đây thì theo dòng sự kiện thì cuộc thương chiến này bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 năm 2018, và dọc ở đây thì anh Long sẽ nhìn thấy là bắt đầu thì mức thuế đánh 25% lên 50 tỷ đô của hàng Trung Quốc. Thế thì ở phía trên là hành động của Mỹ, ở ngay phía dưới thì cũng là hành động của Trung Quốc. Hai bên cứ cứ cách một thời gian, ở đây anh Long có thể nhìn thấy chỉ cứ vài tháng thì mỗi bên lại đưa ra một cái thông báo Trung Quốc áp thuế với 128 mặt hàng của Mỹ. Sau đó Mỹ lại áp thuế một cái gói thứ hai 25% là lên của Trung Quốc với hai gói 34 và 16 tỷ. Sau đó thì bên này lại đánh thuế 34 tỷ hàng hóa nhập khẩu của nhau. Nói chung là hai bên cứ liên tục thì người ta mới gọi là thương chiến, mà cứ bên này Vâng. đánh bên kia đỡ, sau đó là bên kia lại tấn công lại. Tức là thuế ngày càng tăng, và đến từ đầu năm 2018 này Và đấy, cho đến 22 tháng 3 là khởi động cho đến và đấy. thì cũng có một cái thời gian hai bên cũng có ngồi lại đàm phán, tuy nhiên thì ngày 10 tháng 5 lại áp thuế 25% lên 200 tỷ hàng hóa của Trung Quốc. Nói chung là ngoài cái việc mà đưa ra cái áp thuế ra ấy, thì bắt đầu đến một cái đoạn căng thẳng hơn thì hai bên đưa nhau vào những cái danh sách đen. Ví dụ như là ở đây là Mỹ đưa tập đoàn viễn thông Huawei và 70 chi nhánh vào danh sách đen, có nghĩa rằng là danh sách không được phép mua bán cái công nghệ hay là các cái sản phẩm từ Vâng. Mỹ. Tôi nhớ vào cái sự kiện đó thì có sự kiện
bắt giữ công chúa Huawei, đấy, tức là con gái của chủ tịch tập đoàn Huawei và cũng là một trong những giám đốc của tập đoàn tại Canada. Thì cái sự kiện đó nó gây ra cái sự chấn động toàn cầu vì nó là một trong những đỉnh cao của cái cuộc chiến thương mại Mỹ Trung này, thương chiến này. Đấy, và sau đó thì ngay sau sự kiện đó thì 16 tháng 5 xảy ra cái sự kiện đó thì mùng 1 tháng 6 2019 thì Trung Quốc áp thuế bổ sung lên 60 tỷ đô la hàng hóa Mỹ với cái mức là 25, 20 và 10%. Và cuối cùng thì sau 2019, tức là chúng ta có khoảng 1 năm rưỡi sau giữa năm 2019, nửa cuối năm 2019 thì hai bên là liên tục đàm phán. Thế nhưng mà cái tiến trình nó xảy ra có lẽ là không khả quan. Và sau đó thì có một sự kiện đặc biệt trên toàn cầu xảy ra. Đấy, thì cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung này nó bị xóa nhòa bởi sự kiện đó, và chắc chúng ta đều biết đó là sự xuất hiện của Covid-19, đúng không? Tại Trung Quốc vào đầu năm 2020. Ở đây thì thay vì một cái dòng thời gian thì chúng ta cũng có thể nhìn thì cái mức thuế suất. Thì ở đây thì bắt đầu từ tháng 1 năm 2018 cho đến thời điểm kia cũng là tầm tháng 1 năm 2020. Trong cái thời gian là khoảng 2 năm đấy anh Long. Thì ở đây thì sẽ có hai mức thuế. Màu đỏ ở đây là mức thuế của Mỹ dành cho cái hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Còn đây là hàng của Mỹ sẽ nhập khẩu vào Trung Quốc. Tức là thuế của Trung Quốc áp lên hàng của Mỹ. Anh Long thấy rằng là cái xu hướng đầu tiên ấy mà các bạn thích đọc chart ấy, đó là cái chart này mà đầu tư cổ phiếu thì thích lắm. Tại vì nó cứ tăng. Nó cứ tăng và mức tăng trung bình thì từ 3,1, 3,8 và cuối cùng là lên kia tầm một chữ số mà lên đến tận 21 với cả 19,3%. Nói chung là tất cả cái mức thuế giữa hai quốc gia này nó đều tăng. Cụ thể và những cái mặt hàng nào thì ở đây thì hai bên thì đều đánh giá đánh thuế với nhau, thì ví dụ như là Trung Quốc sang Mỹ thì là máy tính, điện thoại, may mặc và giày dép. Thế còn ở bên ngược lại thì là máy bay thương mại, đậu nành và ô tô. Thì ở đây bây giờ chúng ta nhìn con số này chúng ta mới thấy cái sự ảnh hưởng này. Vâng. Đấy. Thế hàng hóa mà Trung Quốc xuất sang Mỹ là gần 400 tỷ, 393 tỷ, lúc đó nó còn cao hơn GDP Việt Nam. Thế còn Mỹ sang Trung Quốc là 110 tỷ. Tức là nói chung là nếu mà cứ làm tròn thì chênh lệch khoảng gần 300 tỷ đô. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy và như thế thì rõ ràng rằng là cái việc mà Mỹ phát động cái cuộc chiến này nó sẽ ảnh hưởng ra đến toàn cầu, đúng không? Thực ra thì theo các cái lý thuyết thương mại, ví dụ như là cái này thì tôi đi hơi xa một chút. Ví dụ như bọn tôi học ngoại thương anh Long ạ, thì mọi người sẽ biết rằng là có một cái gọi là lợi thế cạnh tranh, gọi là nếu như mà tôi không biết làm máy tính mà tôi cứ đâm đầu tôi đi làm máy tính ấy, thì thả cái việc đấy tôi đi làm dệt may sau đó tôi nhập khẩu máy tính thì tốt hơn. Thì những đó là một cái lý thuyết rất là phổ biến vào những cái thập kỷ 90. Tuy nhiên đến cái giai đoạn này thì mọi người đang có vẻ như là không đi theo cái xu hướng đó nữa, và chúng ta phải nhìn cái tác động của nó. Thì khi vậy chúng ta sẽ phải nhìn là cuộc chiến này ở hai góc độ. Đầu tiên là góc độ toàn cầu. Đấy, đối với cả toàn bộ thế giới nó có ảnh hưởng hay không? Thì vì chúng ta đều biết rằng hai bên mà có xung đột, kể cả từ vũ trang cho đến thương mại thì nó đều có ảnh hưởng. Thì chúng ta sẽ nhìn cái góc độ ở thế giới có bị sụt giảm hay không. Thứ hai là hai cái bên mà tham chiến, đó chính là Mỹ và Trung Quốc. Và cuối cùng đó chính là chúng ta, Việt Nam. Việt Nam thì ở đây chúng tôi sẽ tách ra làm hai phần. Một phần là kinh tế thực. Kinh tế thực có nghĩa rằng là GDP của chúng ta như thế nào này. Rồi là mọi người hay nói rằng là Việt Nam hưởng lợi rất là nhiều. Chúng ta nói là chúng ta hưởng lợi rất là nhiều thì chúng ta phải xem thực sự là chúng ta có hưởng lợi cái gì không. Hai là một cái vấn đề mà anh Long nêu ra ngày hôm nay, đó chính là cái thị trường chứng khoán. Thị trường mà phản ánh được cái... Và trong giai đoạn này thì mọi người tham gia vào thị trường chứng khoán rất là nhiều. Thì mục tiêu của chúng tôi ngày hôm nay đó chính là chúng tôi nhìn cái chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ấy ở ba góc độ. Thế giới, giữa hai bên tham chiến là Mỹ và Trung Quốc, và cuối cùng đó là tác động đến Việt Nam. Vâng, bây giờ thì chúng ta xem trong cái giai đoạn cuộc chiến này thì ảnh hưởng đến thế giới như thế nào. Đây là cái xu hướng thương mại trên toàn cầu. Cái xu hướng này chúng ta thấy có cái sự sụt giảm rất là rõ nét. Chúng ta đây kia World Trade Volume, tức là đường màu đỏ đây, là khối lượng giao dịch thương mại trên toàn thế giới giảm. Và chúng ta sẽ có một cái chỉ số mà những năm gần đây trở nên rất quen thuộc, đó là chỉ số PMI. PMI sản xuất. PMI sản xuất đường màu vàng cũng sụt giảm rất là mạnh. Thì gần đây mà chúng ta chỉ thấy PMI giảm một chút thôi đã tác động tiêu cực rồi. Thế mà trong giai đoạn đó thì cái ảnh hưởng rất là lớn. Các cái chỉ số sản xuất công nghiệp cũng giảm, cũng suy giảm. Và ba cái chỉ số chính này thì nó phản ánh cái xu hướng tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đến ảnh hưởng
đến kinh tế và thương mại trên toàn cầu. Ở đây thì sau khi mà nếu mà chúng ta có cái chương trình phân tích về vĩ mô, chúng ta đều thấy rằng là bao giờ cũng thế, sản xuất và dịch vụ là hai cái động cơ lớn của nền kinh tế. Khi mà sản xuất kém mà dịch vụ và thương mại cũng kém thì chắc chắn là GDP nó sẽ đi xuống. Đây là cái số liệu của GDP toàn cầu anh Long ạ. Ở đây thì mức trung bình của thế giới năm 2017 anh Long có thể nhìn thấy nó khoảng 3,8. Tốc độ tăng trưởng của 3,8 đến 2018 và 2019. Thì 2018 nó đã khi mà bắt đầu cuộc chiến tranh thì nó khoảng 3,6. Thế còn cả thế giới và năm 2019 nó chỉ còn có 3.0 thôi. 3. Và đấy là một sự suy giảm khá là rõ. Sau khi kết thúc nó lại tăng lên. Đấy, 2020. Cái này do Covid. Như vậy Covid có điểm tích cực đấy chứ. Chúng ta sẽ nhìn về mức độ thâm hụt thương mại của Mỹ với các đối tác trước và sau chiến tranh thương mại để chúng ta xem rằng là các cái đối tác thì hưởng lợi hay là không. Ở đây thì có các cái đường chính như sau. Thứ nhất là đường của Trung Quốc, chắc chắn là đây là cái thời điểm chiến tranh thương mại này. Khi mà chúng ta kể lên ý, thì chúng ta sẽ nhìn thấy chắc chắn là của Trung Quốc thì sẽ bị sụt giảm rồi. Tức là thâm hụt thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc, đúng rồi, là sụt giảm, được không? Nói chung là Mỹ sẽ nhập ít hơn hàng từ Trung Quốc. Rồi. Thế thì cái việc mà nhập ít hơn hàng thì nó phải thay thế bằng từ đâu? Từ Canada này là thấp nhất này, từ Mexico này, từ châu Âu là đường màu đen này, được không ạ? Và ở đây có một cái đường màu ghi thì nó sẽ gồm là Nhật Bản này, Hàn Quốc này, Đài Loan và Việt Nam. Đấy là chúng ta cũng được. Ở đây thì nếu mà gọi là dùng cái từ mọi người rất là hay thích nói cái từ hưởng lợi. Hưởng lợi một chút đúng không? Tại vì không nhập từ ông Trung Quốc thì sẽ nhập từ các cái đối tác thương mại chính khác thì nó sẽ bù đắp vào. Chúng ta quay lại cái vấn đề của Việt Nam thì chúng ta sẽ cùng nhìn là những cái tác động của cuộc chiến. Thế thì chắc chắn ở đây cũng có những cái bạn mà tôi thấy đối tượng khán giả kênh tài chính kinh doanh khá là rộng anh Long. Có những người làm sản xuất này, có những người làm thương mại, có những người khá là lớn tuổi và có những bạn trẻ. Có thể những bạn trẻ thì chưa trải qua cái việc này, nhưng mà những cái người ví dụ như tôi chẳng hạn, ở cái thời điểm mà đó thì tôi cũng đang ở trong ngân hàng và bọn tôi cũng phải chuẩn bị những cái kịch bản cho cái này, thì chúng tôi đều nhìn thấy những cái điểm tích cực và tiêu cực. Thì tôi có thể chia sẻ và các bạn nếu có thể bổ sung thêm giúp tôi. Tích cực thì mọi người đều nói đó là cái đầu tiên ấy thì không nhập từ Trung Quốc nữa thì Mỹ sẽ tăng cái lượng nhập khẩu từ các cái quốc gia thay thế như là Việt Nam chẳng hạn. Tuy nhiên thì ở đây thì chắc là anh Long chắc cũng muốn bổ sung thêm đó là có thể là đấy cũng là chính là hàng Trung Quốc đi sang chúng ta sau đó lại sang Mỹ. Và cái điểm tích cực chúng ta thấy rằng là lượng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Việt Nam tăng lên. Nhưng cái điểm này vừa là tích cực vừa là tiêu cực. Nó sẽ có thể bao gồm những gọi là thời điểm đó là báo chí truyền thông cũng đưa đấy, tức là hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam đấy, và xuất sang Mỹ để tránh cái thuế quan mà Mỹ áp đối với hàng hóa Trung Quốc. Và trong đó một cái lượng những cái loại mà hàng nguyên vật liệu, đặc biệt là vật liệu, những cái vật liệu có giá trị lớn. Và chúng ta biết là ở trong trong miền Nam bây giờ còn có cả nguyên cái kho nhôm trị giá 5 tỷ đô. Nó nằm ở đấy từ những cái giai đoạn mà chiến tranh thương mại Mỹ Trung này cho đến bây giờ. Thì ngoài ra thì Mỹ không hẳn là không nhận ra những điều này. Tức là không phải là không biết rằng là hàng hóa Trung Quốc sẽ sang Việt Nam, sang các quốc gia khác, không chỉ Việt Nam mà sang các quốc gia khác và sau đó thì sang Mỹ để tránh cái hàng rào thuế quan. Cho nên là một trong những cái cách thức mà Mỹ đưa ra để giám sát và kiểm soát cái việc này hoặc là thậm chí là tác động vào đó chính là liên quan đến một cái danh sách về các cái quốc gia mà có gọi là dấu hiệu thao túng tiền tệ. Đấy, thì trong cái phần mà các cái công cụ về chiến tranh thương mại thì trong phần đầu anh Tuấn có nói liên quan đến tỷ giá, liên quan đến đồng tiền. Đúng không? Thì Việt Nam mình trong giai đoạn đó là bị đưa vào trong suốt một cái thời gian dài là đưa vào cái danh sách bị gọi là theo dõi về thao túng tiền tệ. Tôi nhớ năm 2020 2021 tôi và anh cũng có làm về cái chủ đề này. Thế thì cái tác động đến tỷ giá Việt Nam đồng đô la Mỹ, tác động đến tỷ giá Việt Nam đồng và nhân dân tệ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Thế cho nên một cái lượng hàng hóa mà Mỹ nhập vào Việt Nam tăng lên thì cái điều đó là chắc chắn, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn cái góc độ đa dạng hơn, đa chiều hơn từ cái khía cạnh này. Thế ngoài ra thì tôi nhớ vào thời điểm đó thì báo chí đưa rất nhiều, tức là chúng ta là dọn ổ đón đại bàng. Tức là khi đó thì có rất nhiều các cái tập đoàn trên thế giới đặt hàng sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, thì họ
gặp cái rào cản thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc, cho nên dẫn đến việc là họ sẽ phải tìm những cái cơ sở tại các quốc gia khác và họ nhắm đến Đông Nam Á rất nhiều. Đấy. Đây là sự di chuyển của vòng vốn FDI sang các quốc gia lân cận Trung Quốc đấy ạ. Đấy là đang gọi là điểm tích cực đấy không? Đấy, thì lúc đó Việt Nam mình là đón đầu cái dòng vốn FDI đó. Đấy, và cái lượng FDI nó tăng lên phải nói rằng là rất là đáng kể vào cái giai đoạn đấy. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn cái dòng FDI đấy nó luân chuyển đi những quốc gia nào nữa để chúng ta nhìn một cách tổng quát xem là ảnh hưởng tích cực đối với Việt Nam nó sẽ ở mức nào vào cái giai đoạn mà 2018 và 2019. Ở đây chắc là tôi đọc qua một chút những cái vấn đề tiêu cực đối với cả kinh tế thật, đó là GDP thì ghi nhận giảm nhẹ chắc chắn rồi, do cái việc kể cả hai đối tác này cũng đều là hai cái đối tác thương mại lớn của chúng ta nhập khẩu Trung Quốc và xuất khẩu sang Mỹ. Hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc tràn sang các quốc gia lân cận, khi mà không có cái đối tác lớn chính là Mỹ thì chắc chắn là hàng Trung Quốc, chúng ta có thể nhìn thấy cái giai đoạn này nó cũng đang có một cái vấn đề tương tự. Khi mà nền kinh tế Trung Quốc mà yếu thì các cái hàng hóa của họ đẩy sang các cái quốc gia khác rất là lớn. Tỷ giá tăng mạnh trong giai đoạn chiến tranh thương mại. Cái điểm này thì nó sẽ gồm hai phần. Một cái phần ở cái thời điểm đó thì nó cũng trùng với cái chính sách tiền tệ của Mỹ là đang thắt chặt, lãi suất của Fed Fund Rate tăng cao. Và điểm thứ hai ấy, đó là Trung Quốc cũng hạ giá đồng nhân tệ. Tôi vẫn nhớ là 2018 mà có một cái cú sốc rất là lớn đối với cả tỷ giá. Và ở cái thời điểm đó thì tất cả mọi người đều hàng ngày không cần phải gọi là đọc, mở ra và xem DXY hay lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đôi anh không, mà xem CNY hôm đấy họ quyết định bao nhiêu, tại vì lúc ấy đang có thương chiến. Và thị trường chứng khoán Việt Nam thì chắc chắn là đây là một cái chủ đề mà chúng ta sẽ tập trung ngày hôm nay. Nó có một cái sự sụt giảm rất là lớn trong cái giai đoạn này. Thế thì tôi sẽ đi nhanh qua các cái số liệu để nói về cái sự tích cực hay là tiêu cực vừa rồi. Thì ở đây thì chắc là về mặt số lượng anh Long ạ, đây là những con số chỉ mang tính chất thống kê thôi. Tăng trưởng thị phần mạnh nhất trong hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ thì đây là Việt Nam. Việt Nam là có mức độ tăng trưởng mạnh nhất về thị phần, tăng lên. Đây là nguồn của IMF. Ở đây là thị phần ở trong những cái mặt hàng chiến lược thì cũng là Việt Nam sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên ở đây thì chắc chắn là họ sẽ không bóc tách được đâu là những cái mặt hàng mà của Trung Quốc mà đi vòng qua Việt Nam, đúng không ạ? Đấy, chúng ta phải rất là rõ ràng những cái việc như vậy. Việt Nam cùng các quốc gia trong ASEAN thì được hưởng lợi từ cái luồng vốn FDI. Thì đây thì ở Trung Quốc thì cũng có cái sự sụt giảm. Thế còn ở ASEAN hay là Việt Nam thì cũng ASEAN 6, có nghĩa là Việt Nam, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia và Singapore, thì sau đó thì cũng có cái sự tăng vọt, đặc biệt là của Việt Nam. Ở đây thì phần tiêu cực thì năm 2018 thì chúng ta cũng giảm 0,03% GDP, 2019 thì cũng giảm. Thế giới cũng giảm rất là mạnh thì chắc chắn là chúng ta cũng bị ảnh hưởng rồi. Ở đây thì tôi muốn đưa thêm cái số liệu về tỷ giá. Tỷ giá thì đây chính là cái giai đoạn mà 2018 chúng ta có thể nhìn thấy tỷ giá đô ngân hàng thương mại bán ra đang từ 22,750 mà tôi nhớ thời điểm đó lên đến tận hơn 23,300. Đấy, tầm như vậy. Và thời điểm đó thì đây là cái mức mà ngân hàng thương mại nhà nước phải bán ra, gọi là, tôi xin lỗi, ngân hàng nhà nước bán ra rồi, tức là đây là bán đô la Mỹ ra để ổn định tỷ giá. Bán đô la Mỹ ra để ổn định tỷ giá và sau đi kéo dài đến cái giai đoạn sang 2019 thì tỷ giá mới quay trở lại. Ra đến giai đoạn Covid này. Giai đoạn Covid. Thế thì cái vấn đề tỷ giá ấy, thì nó sẽ tác động rất là lớn đến một cái yếu tố mà chúng ta hay quan sát, đó chính là lạm phát, và từ lạm phát chúng ta sẽ có mối quan hệ với lãi suất, và từ lãi suất thì nó sẽ tác động đến thị trường cổ phiếu. Thế thì ngoài ra tỷ giá thì nó liên quan đến vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài nữa. Đồng nội tệ của quốc gia mất giá thì cái dòng vốn nó sẽ có nguy cơ chảy ra. Thế thì ngoài những tác động tiêu cực và tiêu cực thì ở đây thì chắc là anh Long có thể nói nhanh lại về cái thị trường cổ phiếu của chúng ta ở thời điểm đó như thế nào không anh Long? Chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán của Việt Nam mình ấy, ở phần đầu của chương trình này tôi có nhắc là 2006 thì Việt Nam mình tham gia vào WTO. Tham gia vào tổ chức thương mại thế giới là WTO, và nó mở đầu cho một cái giai đoạn tăng trưởng nóng của thị trường chứng khoán. Đấy là giai đoạn đầu tiên 2006, 2007. Và đến đầu 2007 thì VN Index đạt đỉnh là 1.170 điểm. Đấy. Thế thì sau đó thì chịu tác động bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, 2009 này, rồi lạm phát cao này, giai đoạn 11, 13, nợ xấu ngân hàng tăng cao, thị trường bất động sản đóng băng. Và cứ như vậy nó kéo dài, thị trường bất động sản mãi đến 15 mới phục hồi. Đấy. Thì 15, 16, 17
thì bắt đầu thị trường chứng khoán 17, tức là sau 10 năm đi ngang và đi xuống và rất là eo uột, thì đến 2017 thì thị trường chứng khoán Việt Nam mới cất cánh. Đấy. Và các cái lý do thị trường chứng khoán Việt Nam mình cất cánh đây ạ. Đây là quy mô thị trường chứng khoán của Việt Nam mình đến 2017 là đạt 74% GDP. Quy mô thị trường tăng, rất nhiều doanh nghiệp niêm yết mới, cải thiện về quản trị công ty, tăng trưởng kinh tế vĩ mô bền vững hơn, dòng vốn nước ngoài đổ mạnh mẽ vào Việt Nam. Mà chúng ta biết là 2017 ấy, là ngày 1 tháng 7 2017, thì Ngân hàng Thế giới là đưa Việt Nam ra khỏi cái danh sách các quốc gia có thu nhập thấp, mà lần đầu tiên chúng ta lên cái danh sách quốc gia thu nhập trung bình. Đó. Dòng vốn FDI đổ vào rất là mạnh, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và đưa các doanh nghiệp nhà nước lớn lên niêm yết, và mở ra cái lần đầu tiên người ta nói về câu chuyện là Việt Nam mình nâng hạng thị trường. Mặc dù cho đến thời điểm bây giờ chúng ta vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều để nâng hạng. Thì từ đó thì chúng ta thấy rằng là 2017 là một cái năm bản lề. Và đến đầu năm 2018 thì thị trường chứng khoán Việt Nam mình thực sự là cất cánh. Chúng ta sẽ xem cái chart ở phía sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Chắc là tôi sẽ đi về cái chart đây, về VN-Index. Chúng ta sẽ nhìn thấy. Đây, 2007 chúng ta nhìn cái đỉnh ở góc bên kia. Đấy là 1170 điểm. Được chưa? Thế nhưng mà mãi đến 11 năm sau, tức là tháng 2 2018 đây, hai cái đỉnh này nó mới bằng nhau, nhưng cái đỉnh này còn cao hơn một chút. Tức là chúng ta đến tháng 2 2018 thì chúng ta vượt là 1170 điểm và vượt lên trên 1200. Đấy là lần đầu tiên trong lịch sử VN Index của chúng ta vượt lên trên 1200, nhưng mà chúng ta nhìn cái khoảng thời gian rất là ngắn. Tức là cái đỉnh này rất là nhỏ. Đấy, và tức là vừa mới vui được một tí sau khoảng nếu mà tính ở đây cũng phải 17 đấy ạ. 17 đấy. Tức là khoảng 10 năm đúng không ạ? 10 năm lình xình ở đây. Sau đó lên được một chút thì chiến tranh thương mại Mỹ Trung xảy ra. Đấy, thì chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì sau khi lên trên 1200 và đọng lại ở thời gian rất là ngắn, chúng ta nhìn cái đỉnh nó rất là nhỏ, tức là nó không bằng đúng không? Thì chiến tranh thương mại Mỹ Trung xảy ra và index của chúng ta, VN Index, nó về quay trở lại xoay quanh con số từ trên 900 lên dưới 1000. Đấy. Trong suốt cái giai đoạn chiến tranh thương mại Mỹ Trung này. Đấy. Đây, giai đoạn này, tức là 18 và 19 đấy. Như vậy là nếu tôi là nhà đầu tư cá nhân thì chắc là tôi cũng không thích các cái thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc. Có lẽ là như vậy. Chắc chắn. Nhưng mà thời điểm đó thì tôi nghĩ rằng là mọi người vẫn chưa quan tâm nhiều đến thông tin này đâu. Vâng, còn cái đợt sụt giảm mà chúng ta nhìn thấy đây chính là giai đoạn Covid vào tháng 3 đến cuối tháng 3 2020. Đấy, thì chúng ta nhìn cái ảnh hưởng của thương chiến vào giai đoạn như vậy. Thế thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau nhìn cái sự thay đổi của thị trường chứng khoán đúng không? Vâng. Đấy, thì đấy là cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Đây, cái giai đoạn đó, đây là giá trị giao dịch bình quân. Vâng. Đấy, chúng ta nhìn trong suốt 3 năm 16, 17, 18, 19. Đấy. Thì phiên giao dịch cao nhất thì được có 10.000 tỷ đúng không? 10.000 tỷ nhưng mà rất là ít, còn chủ yếu là 5.000 tỷ thôi. Trung bình chỉ có 5.000 tỷ thôi. Bây giờ mọi người cứ nghĩ xem, bây giờ thị trường Việt Nam mình giao dịch khoảng 12.000, 11.000 là thấy coi như là kêu buồn lắm rồi. Được không? Đấy, thì giai đoạn, một cái giai đoạn mà quay trở lại đỉnh sau 11 năm như vậy. Rồi có rất nhiều những cái sự kiện xảy ra, rất nhiều cái sự thay đổi. Kinh tế Việt Nam mình có một cái sự khởi sắc từ 2015. 2015 là lần đầu tiên Việt Nam mình từ quốc gia nhập siêu chuyển sang xuất siêu. Và đến 2017 thì mình lên được là nước có thu nhập trung bình. Nước có thu nhập trung bình, không còn là nước thu nhập thấp nữa. Và nhưng mà giai đoạn đó thì người dân mà nhắc đến tài chính, anh Tuấn nghĩ thế nào? Tôi nghĩ rằng là kể cả những người làm ngân hàng như tôi thì nhắc đến tài chính cá nhân cũng rất là ít. Đúng. Đấy. Tôi còn nhớ cái giai đoạn này, thậm chí rằng là tôi còn nhớ rằng là những người làm treasury ở các ngân hàng ấy thì cũng không phải nhiều người đã có tài khoản cổ phiếu và đầu tư cổ phiếu đâu, cũng chỉ là một nhóm nhỏ, một số người thôi. Thời đó mà nói chuyện về tài chính hay nói chuyện về chứng khoán hay là đầu tư với những người ví dụ như là nha sĩ này, bác sĩ này, hay là người làm nghệ thuật, ca sĩ này, hay là làm công nghệ thì chắc có lẽ họ chối đầy đẩy. Họ bảo là tôi chỉ thích làm nghề, tôi không quan tâm đến tiền. Thế còn đầu tư thì họ càng không quan tâm. Thế nhưng mà sau cái sự kiện đó thì chúng ta nhìn thấy đây là khối lượng giao dịch đã tăng vọt, và chúng ta biết là cái giai đoạn Covid nổ ra, chúng ta thấy rằng là đấy, mọi thứ nó quá là bất định, thế giới nó quá là bất định.
và đầu tư và tài chính nó trở thành một trong những cái chủ đề mà cực kỳ là hot, và lúc đó thị trường nó phản ánh vào thị trường chứng khoán đấy. Đây là sự thay đổi từ chiến tranh thương mại cho đến các cái sự kiện đằng sau của thị trường chứng khoán thay đổi như thế này. Giao dịch mà lên đến 40.000 tỷ, anh Tuấn khủng khiếp không, gần 2 tỷ đô, 1.7-1.8 tỷ. Tôi nghĩ rằng là cái đỉnh 1.200 nó chỉ ở quanh cái khu vực giao dịch gần 10.000 tỷ, 10.000 tỷ ở đây thôi. Một tí xíu, một khoảng thời gian khá là chớp nhoáng trên con số 1.200. Rồi, chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái số lượng tài khoản mở mới. Đấy, trong cái giai đoạn như vậy thì cái số lượng tài khoản mở mới rất là thấp, mà chúng ta chỉ có đặc biệt là ở cái giai đoạn bắt đầu Covid xảy ra vào năm cái giai đoạn 2022 thôi nhỉ. Vâng, thì lúc đó thì tài chính cá nhân và khái niệm như là wealth management, tức là quản lý gia sản, nó trở nên phổ biến, đúng không? Như vậy thì nếu như ở góc độ cá nhân tôi thì tôi có thể nói như thế này được không? Nền kinh tế Việt Nam càng ngày càng phát triển, thị trường tài chính của chúng ta sau những cái giai đoạn, đặc biệt là sau giai đoạn Covid, thì chúng ta càng quan tâm hơn đến cái việc đầu tư. Và như vậy thì nếu như mà các cái vấn đề về gọi là thương chiến có khả năng xảy ra thì anh Long nghĩ, quan điểm của anh Long như thế nào? Tôi nghĩ rằng là đây là chính là một trong những cái chủ đề mà chúng ta cần phải theo dõi sát sao, bởi vì chúng ta thấy rằng là đầu tháng 11 sắp tới thì sẽ bầu cử tại Mỹ. Đấy, và anh Tuấn nhắc một ứng viên quan trọng ngay từ đầu chương trình rồi, thì chúng ta sẽ phải theo dõi sát sao các cái chính sách về kinh tế giữa hai bên khi họ áp dụng, bởi vì có lẽ là tôi nghĩ thế giới sẽ khó mà chịu nổi một cái thương chiến lần thứ hai đâu. Đấy, bởi vì khi đó nó ảnh hưởng vô cùng là nặng nề, khi mà chúng ta nhìn thấy lạm phát tại Mỹ nó vẫn còn là một vấn đề, mặc dù là bây giờ nó không là chủ đề chính nữa. Đấy, nhưng mà kinh tế rồi sản xuất, đặc biệt là sản xuất hàng hóa đang là vấn đề. Ở Mỹ tăng trưởng kinh tế tập trung nhiều vào dịch vụ và đặc biệt là về công nghệ. Thế thì bây giờ nếu như mà xảy ra, giả sử đi, xảy ra một những cái cuộc thương chiến giữa các cái khu vực nữa, thì kinh tế thế giới chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và đương nhiên thị trường tài chính và mỗi chúng ta, mỗi cá nhân, những người tham gia vào đầu tư và quản lý gia sản vào thị trường chứng khoán thì đều không mong đợi những cái sự kiện kiểu như này xảy ra. Chắc là tôi sẽ nói sâu hơn một chút cái quan điểm của tôi về hai cái biểu đồ này anh Long. Biểu đồ đầu tiên đó là giá trị giao dịch bình quân. Chúng ta nhìn thấy sự tăng trưởng của cái thị trường cổ phiếu, mà đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân. Như vậy nó dẫn đến một cái điểm như thế này là trước đây thì có lẽ rằng là chúng ta cũng không quan tâm đến chính sách tiền tệ của Mỹ nói gì, chính sách tiền tệ của Việt Nam ra làm sao. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là với cái độ mở của nền kinh tế hơn 200% GDP của chúng ta, chúng ta là một trong 6 quốc gia có độ mở kinh tế lớn nhất trên thế giới, và tốc độ tăng trưởng của chúng ta cũng là lớn nhất trên thế giới, trong top 10 chắc chắn. Thế thì tôi nhìn thấy rằng là cái việc mà chúng ta càng ngày càng quan tâm đến các biến số vĩ mô trên thế giới, nó càng ngày nó càng quan trọng. Thế thông qua cái việc mà thứ nhất là đây là về lượng, đúng không ạ? Đây là về lượng tài khoản mở mới. Đây là về giá trị giao dịch. Có nghĩa rằng là những nhà đầu tư, chúng ta nói rằng là kể cả khối ngoại rút dòng năm vừa rồi, thì các nhà đầu tư cá nhân trong nước gọi là cân cả thị trường, đúng không ạ? Thế thì chúng ta phải nhìn thấy rằng là càng ngày những cái biến số vĩ mô càng phải được đưa vào các cái kịch bản. Và từ các cái kịch bản đấy chúng ta sẽ phải cấu trúc cái tài sản của chúng ta làm sao cho nó phù hợp với cái giai đoạn mới. Chúng ta không ở một cái giai đoạn mà như thế này nữa rồi. Đúng rồi. Đúng không ạ? Và bây giờ khi mà nói chuyện đến đầu tư, chúng ta cũng không chỉ là những cái giai đoạn rất là nhỏ, những cái nhà đầu tư mới tham gia thị trường như thế này nữa rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến một cái bức tranh nó rộng hơn, lớn hơn, và chúng ta phải chấp nhận đó là những cái biến động thị trường nó sẽ càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn. Vâng, tầng lớp trung lưu của chúng ta sau năm 2015 là cái giai đoạn mà tăng trưởng nhanh nhất. Và khi tầng lớp, số lượng người mà được coi là tầng lớp trung lưu tăng lên ấy, thì cái nhu cầu về quản lý gia sản, quản lý tài sản, đầu tư rồi rất nhiều các thứ khác, thì chắc chắn nó sẽ là một trong chủ đề hot. Và mỗi chúng ta sẽ cần phải tự trang bị cho mình, phải biết trang bị cho mình cái cách thức để chúng ta có thể quản lý được gia sản. Và cuối cùng thì mọi người đều nói rằng là từ kể cả các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ thế hệ mới bây giờ ấy, thì hay hướng đến là khái niệm về tự do tài chính, đúng không? Thế thì muốn như vậy thì chúng ta cần phải có một cái kế hoạch, một kế hoạch, cái phương pháp tiếp cận một cách bài bản. Thế còn theo dõi những sự kiện là chắc chắn chúng ta phải theo dõi rồi. Đấy, thế thì trong cái chuỗi mà chúng tôi muốn đề cập mà để đón đầu về các cái chính sách có thể thay đổi sau khi có kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới tại Mỹ,
thì chúng tôi rất là mong muốn nhìn trên góc độ kinh tế, tác động đến toàn cầu, tác động đến Mỹ, đến thị trường tài chính Mỹ, thị trường tài chính toàn cầu, và đương nhiên là kinh tế Việt Nam và thị trường tài chính Việt Nam rồi. Rất là cảm ơn anh Tuấn, rồi đội ngũ, mọi người đã chia sẻ một cái câu chuyện mà tôi nghĩ là thời điểm này là thời điểm chúng ta cần phải nhìn lại, đó là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung năm 2018-19 nó tác động như thế nào, và diễn biến sự thay đổi của thị trường chứng khoán đi theo như thế nào. Thì đấy là những cái bài học hay là những cái dữ liệu cụ thể để chúng ta cùng nhau nhìn để hướng tới cái thời gian sắp tới là một trong những thời gian quan trọng của chúng ta. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Chúng tôi hy vọng rằng là chương trình như này sẽ mang lại nhiều thông tin cho tất cả mọi người khán giả kênh Tài chính Kinh doanh, những người theo dõi chúng tôi rất là sát sao. Hãy nhấn vào nút like, đăng ký kênh, và chúng ta có thể sử dụng các cái tính năng như là Super Thanh ủng hộ kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tôi có nên bán mảnh đất cha mẹ để lại để mua ô tô, phân tiền dư để đầu tư cổ phiếu? Tôi có nên vay mua nhà trong thời điểm này? Nếu bạn đang gặp những câu hỏi tương tự thì chương trình đào tạo Wealthtelligence tự do tài chính và quản lý tài sản đầu tư chính là câu trả lời dành cho bạn. Học viên Wealthtelligence Quy được trực tiếp đào tạo bởi hai giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên sâu. Anh Long Phan, CEO của FA Group, anh Nguyễn Minh Tuấn, CEO của FA Capital. Định kỳ hàng quý, đội ngũ cố vấn tài chính sẽ cùng học viên đánh giá kế hoạch tài chính và tái cấu trúc danh mục đầu tư. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website fa.edu.vn hoặc hotline Zalo 0942386611. Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 0942386611.